ý nói là chị không có bệnh. Rồi không, anh Lục Bình á, anh Lục Bình á thì đá gà mẹ ăn chơi. Không có. Rồi nói em là giúp không đúng chỗ. Không đúng chỗ, em nói là đúng chỗ, em nói thiệt luôn đó. Bệnh anh biết chứ đâu phải mọi người không bệnh mà giả bệnh, anh nhìn anh biết mà. Nhìn xong giờn luôn. Trời ơi, giả bệnh gì thuốc mang tôi còn mua cho uống nữa đây nè. Rồi tụi em đợi chị nha chị. Em đi là em phải chống gậy không á. Linh tinh quá đi. Nên chị mới mời là chị đây là phó chủ tịch mặt trận, còn anh này trưởng ban chủ tịch mặt trận nè. Rồi. Thôi đừng có xúc động nha, chị bệnh tim. Trời ơi, đỡ lên vô hả? Lật xe. Quả cầu nguy hiểm quá của chú anh chị ơi. Đẩy lên. Trời ơi. Lật xe. Sao anh? Sao rồi? Có sao không? Trời ơi. Lên luôn. Hey. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong cùng với đoàn đang có mặt ở dưới thị trấn Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp của bác anh chị. Quá xa chị. Thì bữa nay là Phong cùng với Quy, anh Tâm, chị Ngọc và chị Anh Tấn sẽ đi tới thăm một cái hoàn cảnh cũng nói là khá đặc biệt của bác anh chị. Thì Quy đang lái xe ở đây. Nãy Phong cũng mới vừa ghi hình cho Quy á. Thì chào khán giả đi Quy. Chào Quy, chạy đi. Đó, cô chú anh chị xem nè. Anh Tâm, anh chị Ngọc đang chạy phía trước. Thật sự là dưới quê mà đường xá vậy mà đi đã rất là khó rồi. Nói chi là tối mà đi đường này rất là nguy hiểm đó cô chú anh chị. Quân quay mà cái điện thoại nó lắc lia lịa luôn á. Đi qua nãy giờ cũng 4-5 cây cầu nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà cũng vẫn chưa tới nữa. Đấy, chạy rồi. Đúng nhờ mấy anh. Dễ gì biết em được. Dễ gì. Anh vừa coi chị Ngọc rồi nè. Đó. Này xuống đây gặp fan hâm mộ. Không luôn. Giờ vô mới biết nè. Ủa nhà gần đây không anh Tấn? Nhà gần đây không? Nhà bên kia. Đồ xong rồi. Đó, vô bể điện thoại luôn ơi. Cô chú anh chị dắt điện thoại bể luôn rồi. Ê, còn được không sao. Anh Tấn ở cái nhà góc bên kia hả chị ha? À, ta bỏ xe, bỏ xe và nhờ bên đây. Cái nhà này là của con nhỏ này nè. Chị cho đậu hả chị? Em cho đậu nó chị. Cảm ơn chị nha, chị tốt quá trời luôn. Giá chung hả cô? Dạ, cho có tiền, em có tiền thiệt mà như có đất ở thì có. Tiền không có thiệt, giờ em cũng cho ở đó chị thấy khổ quá à. Em cho ở không luôn á. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ở quay em cái gì hả? Dạ, em đang quay. Người ăn mà tắm lòng vàng mà. Bởi vì rồi thấy hai chồng thấy tội nghiệp đó chị ơi. Rồi thấy vậy thôi, như mình cho ở đi mình không có tiền cho thiệt, mà mình làm ước cho chỗ ở cũng được. Dạ, chị ở đây luôn hả? Dạ, không có nhà này của em mà em ra ngoài chợ mở rồi để lên cho bà chị ở. Cũng làm phước luôn. Chị ra ngoài chợ chị mua 3 tấm khoảng. Chị thấy gia cảnh rồi, cũng gia đình ảnh rồi cũng khó khăn hả chị? Dạ, khó khăn thiệt. Mà hai đứa con nhỏ xíu vậy mà không có đi được đi học luôn. Dốt luôn, không nghỉ học luôn, không có tiền đi. Thế học là nữa. Hoàn cảnh của anh bên trong là mấy tiếng chồng hiện tại giờ là không được đến trường luôn. Dạ, không được đến trường luôn đó anh ơi. Khổ lắm luôn. Dạ. Ở đây chị thấy có được ai hỗ trợ gì nhiều không chị? Em thấy thì bữa hổm có chị xui em đó rồi cái thấy cũng khổ rồi chị bán thịt ngoài chợ đó. Rồi cũng đi. Chị bảy là chị xui chị đó hả? Dạ, thì cũng đi quyên góp rồi người ta cũng cho 1 triệu rồi con của chị ngoài nước ngoài cũng gửi gì cho 1 triệu. Rồi cũng nhờ mấy anh đó hỗ trợ thêm đó. Ấy cũng cảnh khổ lên ơi, tội nghiệp lắm. Miếng đất bên trong là của chị luôn. Dạ, miếng đất đây dài đẳng là của em.
cho đậu thì dạ cho đậu thấy cũng khổ đó anh ơi, cũng như tiền bạc thì em không có cho thiệt mà như cho miếng đất ở đậu vậy đó. Dạ. Thấy hoàn cảnh khổ tôi nghĩ cho là suốt đời luôn hả sao chị? Thì em cho vậy đó, như đặc dù như gì nào người ta làm đường á thì người ta đuổi á, thì ảnh kiếm chỗ khác nữa, còn bây giờ em thì giờ cho ở vậy đó. Dạ tạm thời là cho vậy. Anh cái chị biết là anh Lục Bình ở đây lâu chưa? Ảnh về đây cũng một năm mấy rồi. Chị có thấy ảnh chơi bời gì không? Không, ảnh không chơi bời chứ. Nói chung nha, ông anh thứ bảy, anh chồng của em ha, ảnh đi mua đồ này nè, ảnh đâu có vốn đâu. Rồi cái bình với ghe chạy mà bình đời ghe đó là 1,000,000 đó, là bán cho ảnh mà không lấy tiền luôn, cho ảnh mượn vốn. Dạ. Anh đi mặn luôn đó. Dạ. Rồi anh vô trong cái nhà coi lót đâu, lót có mấy miếng dán gán là mua, ông anh em cho mượn 1,000,000, mua 900,000 còn khúc trăm là lót mấy miếng giặt ở. Dạ. Đỡ thôi chứ không có lót đủ nữa. Thì về nhà bên mấy anh qua coi là biết à. Bởi vì bữa nay gặp chị là một cái người thực tế. Dạ, em là nói sự thật luôn đó. Trong khi đó tự nhiên khi mà anh Tấn đăng tải lên đó là có một cái người nào đó là nói là người quen, nói là ảnh là một cái người ăn chơi chắc tán gì lum lum luôn hết. Không có đâu, em đó. Em chứng minh là không có thiệt đó. Nói chung là lo làm ăn dữ lắm luôn. Mà anh cũng tại được lắm như cái khổ. Người phản ảnh này là em vợ. Em vợ thì em cái vợ. Đó là tại như nhiều khi á không thuận thảo rồi nói vậy thôi chứ không có đâu. Ảnh lên. Dạ. Đây nở là cũng 2 năm rồi. Đó tới là 2 năm rồi đó. Vậy là chưa thấy cái gì hết trơn á. Để mình hỏi chị coi ha. Dạ. Tại vì mình thấy chị nói chung là chị nói chị bệnh. Dạ. Rồi thấy em tụi em thấy vậy mới vô tìm hiểu hoàn cảnh rồi quay lên. Dạ. Rồi cái mấy đứa em của chị nói là chị không có bệnh. Rồi không, anh Lục Bình á, anh Lục Bình á thì đá gà mẹ ăn chơi. Không có. Rồi nói em là giúp không luôn. Đúng chỗ. Không đúng chỗ, em nói là đúng chỗ, em nói thiệt luôn rồi đó. Rồi người ta phản ảnh lên. Dạ, người ta không gọi điện. Em nói giúp chỗ này là đúng chỗ luôn đó, em nói thiệt luôn á, không có ấy đâu. Người ta ghét người ta nói vậy thôi chứ thật sự vậy là không có thiệt. Tại vì anh em ruột mà nói vậy mà em cũng không biết làm. Dạ, sao. Không có, không có. Em nói chung là ảnh về đây 2 năm, nói chung là em nói là khổ tới luôn, tệ luôn. Khi anh nghĩ đi mua đồ mũ có nhiêu tiền đâu mà không có vốn đi mua nó đó, anh nghĩ vậy đi. Tại vì khổ thật sự luôn. Cái người ngoài phản ảnh thì mình nói còn này là em vợ. Không có, nhưng em mà ruột. Mà phải nói là giống như trong nhà người ta thương cổng hết mà. Đúng rồi. Mà sao mà cái này sao lạ vậy luôn. Vậy là mấy anh nghĩ vậy là lạ lùng, cũng như là cái dạng mà ganh tị ghét thôi. Nói chứ là phản ảnh nói là dạ. Em giúp vậy là không đúng. Không đúng. Chị của tôi là không có bệnh. Dạ. Rồi không, tôi hỏi đi đúng hỏi đúng lại đúng là đúng nói đúng anh khẳng định chưa là dạ. Không có bệnh không? Nhưng mà xác nhận từ chị á. Dạ. Nói về anh Lục Bình á. Dạ. Trong những ngày qua khi mà cái thời gian tầm khoảng 2 năm dạ. Ở bên ở nhà đất của chị á. Dạ. Là chị chưa bao giờ thấy là anh ăn chơi không hay luôn. Là chậu nhạc hay là dạ. Chắc tán không luôn. Dạ. Cũng như là trường hợp của người vợ phải anh Tấn hiện tại bây giờ người bệnh đó. Người bệnh là người bệnh là vợ còn vợ đúng rồi là em nói là người vợ là khi mà bệnh như vậy đó là xạo. Để không có bệnh. Dạ, bỏ anh bệnh. Anh nghĩ đi bệnh mà đi không nổi xanh dờn mà anh nghĩ tối á là văng chứ mụn đâu có nằm được đâu. Đem cái dẫn vô phải ngồi gì mới thở được chứ không có nằm được nữa, không có nằm xuống mà thở được cho nữa. Em hỏi cái đó ha. Dạ. Chị với anh Lục Bình có bà con không? Không có bà con. Đúng là cũng như là ảnh là người dân mà em thấy hoàn cảnh khổ quá trời là em giúp đỡ luôn. Em cho anh ở đây, nói chung là bao nhiêu người cũng nói với em đó thôi. Đắt cho anh ta bà cho tiền ta đi đâu đi chứ giờ ở mà em nói không bao giờ. Thật sự là cho ở thấy khổ lắm, mình làm phước được cái gì là làm phước. Dạ. Còn cái vụ mà nói nghe nói người khả làng sao em không quan tâm tới. Nói chung là mình làm phước được cái gì là làm phước đó. Tại chứ không có nghĩ cái gì cho. Phản ảnh là coi chừng chị cho ở là do anh Lục Bình bà con với chị. Không có bà con, người dân luôn, không có bà con không biết luôn. Em còn tính là em cho chỉ ảnh cái bảo hiểm là rồi em mới điện ra ấp ngoại, người ta kêu đi ra ngoại là xin là giấy xác nhận là tạm trú ở đây là đất của em vậy đó, rồi người ta mới cho vô bảo hiểm là em tính cho tiền vô bảo hiểm đó nè. Em kêu ảnh ra ngoại xin cái giấy là em cho tiền vô bảo hiểm đó nè, đặng trong khi đi bệnh viện đồ đặng có bảo hiểm cho dễ. Dạ, tại khổ. Xin lỗi chị, cho em hỏi tên chị là gì vậy? Tên em tên Bạch Tiết Lan. Bạch Tiết Lan. Dạ. Là chị ngụ tại ấp Hậu Thành xã Tân Dương. Ấp Hậu Thành xã Tân Dương. Hôm nay mà chị không có ngần ngại mà chị là chủ đất luôn ha, chị là chủ đất. Dạ. Chị là cho anh Lục Bình ở đậu luôn. Dạ, em cho ở đậu luôn á. Thì chị suy nghĩ sao khi mà có một cái người nào đó tự dưng là bà con của vợ của anh Lục Bình ở đây mà nói những cái câu giống như là ảnh ăn chơi như vậy đó, thì trong khi đó là chị là người trực tiếp
cho đất nhờ rồi trực tiếp ở đây nữa, còn người kia chỉ là qua điện thoại không đúng không? Đúng rồi, cái người kia chỉ qua điện chỉ thoại là Phúc thôi. Dạ. Còn dạ, em là trực tiếp đây thì em thấy hoàn cảnh y gan vậy, mà đâu phải anh mới về đây mà mình làm gì đâu, ảnh về đây 2 năm rồi, mà nói chung là mấy ông anh chồng em cũng hẳn giúp đỡ luôn. Bà chị ông anh ở ngoài là bán quán hay lên ở ngoài ngoài nha, dạ, là vỏ chai vỏ gì là không có bán cho ai luôn, đưa cho ảnh không luôn đó. Dạ. Nói chung là mấy anh em là giúp đỡ đó, rồi ông anh thứ bảy cũng vậy nữa. Có cái bình hư đi có 1 triệu mấy mà bán chẳng là không lấy tiền cho anh mượn, là anh làm vốn anh mua luôn đó. Thực ra Lục Bình cũng khá là rất là khổ. Khổ đúng khổ luôn đó anh. Đúng em nói là đúng khổ biết luôn. Biết lo làm ăn. Dạ biết lo làm ăn. Mà ảnh ở sớm cũng được là em thấy sao mà cho. Nói chung là anh nghèo khổ không? Không phải là làm biết người ta. Anh nhờ bao nhiêu chuyện gì là ảnh phải là làm liền, rồi mình nghĩ là cái tình thương của ảnh là cái dạng mà người ta khổ mà ta xiên. Cho nên mình phải giúp đỡ cho người ta là vậy đó. Theo chị nói em nghĩ là chắc có thể là một điều gì đó trong gia đình của anh Lục Bình. Có khúc mắc gì không? À, đúng rồi. Đồng chí mà cũng chưa chắc người đó điện thoại là người ruột thịt trong gia đình. Đúng đâu. Rồi, chưa em chắc. Cũng chưa chắc là người đó là ruột thịt nữa. Tại vì nhưng mà nhiều khi người ta ganh tị đồ đó. Đưa cái hình lên có hình chụp chung với vợ của anh Lục Bình, 5 chị em gái. Dạ. Ủa mà sao em nghĩ gì nè? Em thì nghĩ là chứng minh là khổ thật sự luôn, chứ không phải mà em nói gì em thấy là đáng thương luôn. Nhưng mà trong gia đình nghĩ sao mà mở miệng nói gì em cũng không hiểu. Nói là em đến đây quay là giúp không có đúng hoàn cảnh. Sao không đúng? Anh Lục Bình hồi trước á thì ăn chơi, thì hồi trước thì mình không nói đi. Dạ, nhưng bây giờ thì đúng rồi. Bây giờ làm ăn thì làm ăn rồi. Nhưng mà em nói anh nhưng còn cái nói là vợ Lục Bình nó là chị ruột, nó là giả bệnh lừa không gạt. Có giả anh, bệnh đâu. Anh đừng có giúp. Em nói mình thấy gì mình cũng sốc nữa. Dạ. Nếu nhưng mà giả hay không là để bác sĩ kiểm định. Thật sự là khổ mà bệnh thật sự luôn. Em nói thiệt luôn á. Một người em ruột mà mình đến mình giúp cho chị của người đó mà người đó phản ảnh là mình giúp sai. Dạ. À, giả bệnh thì cái Mạnh Thường Quân người ta cũng hết hồn, nó nói vậy là giúp sai sao? Dạ. Không có sai, cái này là em nói đây luôn đó. Em nói đây là thật sự là đúng luôn, giúp là đúng luôn đó mấy anh giúp. Em nghĩ đi, em còn sốt ruột nữa, anh nghĩ hai đứa như vậy mà bây giờ dốt không có học đó, anh nghĩ bây giờ dốt là thấy tội nghiệp cỡ nào không? Hai chồng với những người con, hai chồng biết chữ không? Hai chồng không biết chữ luôn. Con những người con không biết chữ luôn. Ờ hai thằng con biết kìa kìa, nó kìa anh nó nằm chơi chơi hai thằng vậy đó mà không có học lớp nào luôn. Em nói gì nè, thôi bây giờ cho nó du học đi rồi em nói với người này người kia có tiền mớ đồ đặng cho du học. Chứ bây giờ anh nghĩ đi sợ sợ vậy mà dốt thì thấy tội nghiệp, anh nói giờ có ai đâu mà dốt đâu. Anh Lục Bình có tổng cộng bao nhiêu đứa con được chị? Hai thằng nhỏ này nè, về đây là có hai thằng nhỏ này nè. Chứ mà cuộc sống dưới quê mà nuôi khó khăn mà nuôi hai đứa như vậy thì tiền đâu mà đi cá độ này kia. Dạ đúng rồi, rồi anh nghĩ đi, nói gì là sai lầm luôn. Anh nghĩ bây giờ đi mua bán đi, một ngày chưa có nhiều khi không có nói đi, là anh mua bán gì không đủ xoay sở gia đình, nó có đâu mà ăn chơi. Anh nghĩ đi, có đâu mà tới tiền đâu mà ăn chơi. Dạ. Anh nghĩ đi. Thì tự nhiên đâu có ai muốn là bệnh đâu. Đúng chứ rồi, giả bệnh làm bệnh gì đâu. Với anh nhìn con người bệnh anh biết, chứ đâu phải mọi người không bệnh mà giả bệnh. Anh nhìn anh biết mà. Nhìn xanh dờn luôn á. Nhưng mà bệnh thì có giấy tờ đầy đủ hết, chứ đâu phải dạ, mà tự đúng rồi, không mẻ được. Cũng có giấy tờ đầy đủ chứ, chứ đâu phải mà như bệnh mà mình nói không đâu. Mà chứng cứ cũng phải đi khám với bác sĩ đầu này kia giờ có bệnh chứ. Tại em thấy ở đây một cái điều rất là lạ. Trong khi đó là một người tự dưng là bà con ruột thịt. Dạ. Không giúp đỡ được gì mà trong khi đó là một cái người mà người dân nước lã thôi. Dạ. Giống như chị là có miếng đất trống thì bỏ đó thì cũng phí, nhưng mà cho anh Lục Bình cùng với vợ và hai người con ở. Dạ. Thì không có lấy tiền, thì bên cạnh đó thì cũng nhờ động viên hỗ trợ để tạo điều kiện cho hai đứa đi học như vậy nữa. Dạ. Thì cái này là một cái câu chuyện hoàn toàn nó trái chiều trong cuộc sống, nó thấy là rất là lùng. Thì chắc để tụi em sẽ vô tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này để có hướng giúp đỡ và giải quyết để cho hai đứa nhỏ nó để có đường đi học hay gì ha. Đúng rồi, đi học chứ cho chị bệnh cho chị á. Còn ảnh thì giờ chị hết bệnh đi rồi đi mằng mua bán ngày nào ăn ngày nấy cũng được đi. Còn bây giờ thêm hai đứa con dốt rồi anh nghĩ đi. Rồi giờ đi mua bán cũng không được nữa. Em thấy hoàn cảnh đấy tội nghiệp. Mà nói chung là ảnh cần kiệm đúng không? Bác cứ nghèo thì nghèo chứ anh kêu làm cái gì cũng làm chứ không phải như người ta làm biếng mà nằm chỗ đâu mà đợi tiền, nó không có đâu, đi làm dữ lắm, làm luôn siêng năng, làm dữ lắm. Này do điều kiện đi làm ở đây cũng hạn chế ha sao chị? Ở đây thì em nói anh cũng có sợ gì nhiều đâu, như ở xóm này vậy thì như anh kêu đi làm đó hay là em mượn chở cái gì ra ngoài nhà em mà chở gì đó thì em cũng cho 100, 250 đồ này kia cho con ảnh ăn mánh đồ này kia vậy đó. Mà nói chung nhiều khi ảnh cũng chịu lấy mà em cho, tại vì người ta khổ mà anh nghĩ đi, mình đâu phải mà lợi dụng cái công của ảnh không đâu. Tội nghiệp mà, nói chung anh nhờ ai nhờ cái gì cũng được chứ. Được lắm. Được lắm. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ.
có ăn chơi gì không? Không, anh anh Lục Bình với lại vợ là không có ăn chơi. Cũng như ở đây cũng mấy năm rồi, ở xóm thì ai cũng biết á. Chị biết cũng mấy năm nay ha? 3 năm rồi, 2 năm mấy 3 năm. Rồi ở đây ở xóm viện ai cũng thương, cứ như là thấy có người giúp đỡ là người ta mừng dữ lắm. Thì hổm em có ghi hình xong á, thì em up lên. Thì cái một cái người xưng là em của chị đó là em và anh Lục Bình, là Thứ Úc, gọi cho em phản ảnh nói là anh có tìm hiểu kỹ chưa mà anh giúp cái hoàn cảnh này. Tôi hỏi có gì không anh? Thì anh nói là anh đã giúp sai cái hoàn cảnh rồi, người ta lừa gạt, chị tôi không có bệnh. Còn anh rể tôi thì ăn chơi đá gà dữ lắm, anh đừng có giúp. Thì nói mình nói để mình xác minh lại. Không, còn cái này á, thì tôi thấy là cũng như ở đây về đây là 2 năm mấy nay. Kiểu như là vợ chồng lo làm ăn nhưng mà kiểu như mà không tiền không bạc rồi hai đứa con thì cũng nghỉ học. Cho nên là ở đây là nói chung là ở xóm ai cũng biết hết, ai cũng thương. Thì chỉ cứ có cái gì thì cứ nói sự thật đi. Không, tôi thì cứ như ở xóm mình cũng không bà con cật ruột gì hết. Rồi lên đây thì nhỏ em tôi cũng cho ở nhờ đó, rồi ở đây chứ không không có ai mà nói chung là giúp đỡ là người ta mừng chứ không ai phàn nàn gì hết. Còn cái chuyện mà em của vợ anh Lục Bình nói gì đó thì tôi không biết, cái đó là nói là anh Lục Bình còn thiếu cái người em vợ là 100 triệu mà trốn lên đây ở không trả là cũng mấy năm rồi. Thì theo không, cái sự phản ảnh của cái người đó không, ha. Ở đây á thì hồi lúc đó tới giờ thì tôi không có nghe nha. Sự thật là không có nghe thiếu nợ 100 triệu. Nhưng mà kiểu như nói thì nói, cái miệng đời nói thì sao tôi không biết, nhưng mà ở đây là không có. Còn nói ảnh là chơi đá gà mạng. Không, cái đó chơi đá gà mạng là không có. Chơi đá gà mạng. Không. Còn chị của anh đó thì nói là chỉ là giả bệnh chứ không phải là bệnh. Trời ơi, giả bệnh gì, thuốc men tôi còn mua cho uống nữa đây nè. Trời ơi, vậy vậy. Tôi nói thiệt, tôi mua thuốc men. Chị thôi, chị mua thuốc gì chị biết không? Chị mua thuốc gì? Tôi mua thuốc thì ra ngoài nói kiểu như ba đau quá thì mình ra mình nói ừ đau vậy mình mua cho ba uống thôi. Mua một lần là bao nhiêu tiền? Mua lần vài chục hà chứ đâu có nhiều. Mua ở quầy thuốc nào vậy? Diệt Tài. À, Diệt Tài ha. Tại vì nếu một người lạ phản ánh thì em không nói, còn cái này là em ruột. Em vợ anh Lục Bình. Cái đó thì hỏi phản thì ảnh. Nói làm sao phản ảnh thì tôi không biết, nhiều khi giả danh hay là gì, nhiều khi cái số điện thoại của mình. Dạ, không, gọi bằng hình luôn, gọi hình luôn. Gọi hình. Gọi bằng hình thì tôi không biết. Gọi Zalo gọi hình luôn. Nếu như không. Mà nói phản Trúc, ảnh gì là Trúc không. Anh Tấn lấy cái hình ảnh đó cho chị đúng bệnh, rồi. Bệnh nó xem coi xác nhận có phải là người thân không. Xác định cái gì không? Chứ lên đây là gần 3 năm là không có gì nghe, không mang tai tiếng gì hết. Dạ. Mà không ai lại ừ. Có che gì không chị? Thì chị cứ ví dụ lâu chị. Lâu thì có anh em thì xúm lại, nói chung ra là xúm lên trên quán tôi thì cũng có nhậu lai gai. Chứ mà nhậu lê lết thì không có. Không, không, không. Dễ gì không có. Thì ở đây nè, xóm ghiền nè, đó anh gọi hết đi thì người ta cũng nói vậy thôi. Tại vì một người em ruột mà phản ảnh gì em cũng không biết là sao. Là sai, không đúng. Tại vì mình tính giúp chị. Nếu mà ở đây nè, gần 3 năm gọi phải không? Mà không, tôi không nghe người ta lên đòi nợ. Mà không điện ừ nói này nói kia, hay là bả nói ừ tôi thiếu nợ nằng không nghe. Cái chuyện nợ thì cái đó không nói, nhưng mà nói là giả bệnh. Không, nó quan trọng. Nếu mà giả bệnh tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bả là bệnh mỗi buổi sáng là tôi bán hủ tiếu ở đây, là mỗi buổi sáng cháo là tôi đem cho bả ăn, tô bả ăn con chút xíu gì chút xíu gì đó. Chứ nhầm khi mình nghe một cái người nào đó phản ánh một vụ việc như vậy nhưng mà chưa xác minh rõ ràng, mình vội vàng mà kết luận người khác thì cũng tội, nhưng mà đánh mất cơ hội của như họ. Lại như ví dụ ở trên cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân đồ, đừng nhiều khi đừng có nghe một phía, nếu đúng như rồi. Nghe một phía cũng tội nghiệp người ta thiệt sự là vậy. Hỏi lại, đúng rồi. Rồi thì mình không hỏi anh thì đó thì bây giờ tôi có làm sao tôi nói vậy. Dạ, đó. Ở đây cứ nói sự thật thôi. Ở đây là không ai mà ghét, với lại là không có ai mà nói bả giả bệnh hay là gì, đã đi không nổi thiệt tình luôn mà nằm trong nhà suốt mà. Tại em nói là chị của anh là bệnh mà nói sao không bệnh, giờ anh dám cam kết tôi là anh nói không bệnh không, nó nói là nó cam kết là không bệnh, muốn gì thì cứ gọi nó lúc nào cũng được. Trời ơi, tôi ở đây đây nè, tôi là ở sát một bên đây nè, sát vách đây mà tôi không biết sao mà nói gì, nói gì tội nghiệp người ta, nhiều khi người ta muốn giúp đỡ người ta khổ. Thì mình thấy bệnh hoàn cảnh khó khăn quá nên mình hôm rồi em có vô ghi hình nhận mà coi có giúp được gia đình cái gì không. Thì đó đó, người ta đã phản ảnh gì thì nó cũng khó. Hôm nay mình cũng nhờ anh mà Phong Nguyễn với WeFood với chị Ngọc với anh Tâm cùng em đến vô để xác thì minh lại. Bây giờ mấy anh với mấy chị nếu như mà cảm thấy mà thí dụ thấy gia đình ta vậy giúp đỡ được thì người ta rất là mừng, tội nghiệp người ta, cái đó là tôi nói sự thật. Còn nếu như mà nghe một phía là sai. Nhưng khi mình nghe hai phía, tại vì tôi cũng ở đây mà đúng không, cũng gần 3 năm rồi, tôi sống đây gần 3 năm rồi.
Ủa bà sống ở đây gần 3 năm rồi, tôi ở đây nè, đâu có gì đâu. Vậy ở đây là theo chị là có hoàn toàn hoàn cảnh đây á, là có giúp, sự thật giúp là giúp, là, đúng giúp là đúng sự thật. Dạ dạ. Rồi, gạo của không có ăn. Rồi dạ, rồi. Để tụi em sẽ quên bệnh để trao đổi. Rồi rồi. Tại chị biết sao không? Tụi em ở túc ở Bình Dương lận mà tụi em nghe tụi em thấy thương tâm quá, tụi em đi xuống đây mà có người cũng phản ảnh nói là giả bệnh ha này kia đó, rồi tụi em cũng muốn nhờ chị mấy ngày nào bây giờ tại vì chị hôm qua chị cũng không chưa có hồ sơ giấy tờ nữa. Em có thấy được hồ sơ bệnh án không? Tại cũng nghe dạ có, dạ có, dạ có, em thấy rồi. Thì bây giờ chị giúp em cái tinh thần đi, chị xuống cùng với tụi em để khảo sát coi. Mình nhờ địa phương xuống đi cho nó cũng. Dạ cái hồ đó thì cũng đi rồi đó, hồi bữa đó, giờ nó cầu là có hơi ổng rồi đó. Dạ nhưng mà giờ có chị thì tụi em vững tâm, chị vui lòng cho tụi em cái tinh thần đi chị yêu. Hả chị nha. Về đó nhờ cái này kia chạy cho cháu hả? Dạ bây giờ tụi em đang ở dưới đây nè, nãy giờ em không biết nhờ ai mới nhờ cái chị này, là chị có chị là mới được, chị mới có thể giúp được cái hoàn cảnh anh này thôi. Chị làm ơn giúp đi ha chị ha. Vô đi chị tám ơi, vô giúp đi. Đang công tác tới đây rồi, khoan thôi. Dạ nhưng mà ráng cố gắng đi, tại vì người ta ở đậu ở cái ấp mình thì coi như là dân của chị đi, giống vậy đó. Dạ mình hỗ trợ người ta gì được trong khả năng, cái tinh thần tụi em xin chị cái tinh thần thôi. Dạ dạ, cảm ơn chị nhiều, tụi em đợi chị nha chị yêu. Dạ dạ, em chào chị. Dạ dễ thương ghê. Em chào anh Út nha. Em chào chị. À, anh xin phép ha. Mấy chú chào hai bé nha. Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Tài. Còn con tên gì? Dạ con tên Nguyên. Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 10. Con 9. 9 tuổi, sinh năm 1 ha. Tài rồi Nguyên nữa hả? Tài Nguyên. Tên đẹp quá. Ủa chị nhà bị như thế nào mà? Dạ em bị đau nó nhức. À, anh xin phép chị ha. Dạ. Dạ. Nó đau nó nhức nổ cái ngực này nè. Bên tim hả sao chị? À tim thì đi khám thì nó bị hở bên tim hai lá nhẹ à. À. Mà em đi khám tầm lâm sao ổng ra bệnh mà nó nhức dữ lắm, nhức bằng đêm mà em không ngủ được. Chị tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Em tên Yến, 34 tuổi. À chị Yến 34 tuổi. Cái nhà này chị cất lâu chưa? Dạ qua đây cũng được mấy tháng nữa anh. Ai cất cho mình chị? Dạ cũng bên mà em làm, nhưng mà bên mà chú Hải Phước mà cũng bên từ thiện. Anh ngồi xếp bên đây đi. Cho to anh. Cho phía sau đấy. Ngồi phía sau hai đứa cho ấm áp ha. Còn chú Hải Phước bên từ thiện cho to anh lợp với dần. Còn cây cái thì của anh Út Hiền là chú đất này ở đây cho. Vậy là cũng bên từ thiện cất cho anh? Dạ. À. Thấy anh chị vậy đâu mà hai đứa nhỏ nó lớn về mà chưa có đi học hả chị? Dạ, nghỉ học hồi nửa năm lớp 2 với nửa năm lớp 1 rồi mấy đứa nghỉ học rồi. Vợ chồng em lên đây, nó lên đây nghỉ luôn tới giờ. Quê của anh Út ở đâu anh Út? Dạ, dưới Hòa Tân, xe mát. À, Châu Thành. Châu Thành Tiền Giang hả? Dạ, Châu Thành Đồng Tháp. À, Châu Thành Đồng Tháp. Dạ. À, thấy hai đứa nhỏ này mà thấy thương quá. Hai con ở nhà có làm gì không con? Dạ có. Con làm cái gì? Rửa chén. Rửa chén ha. Con tên gì? Dạ, quên rồi. Tên Nguyên. Nguyên ha. Con thấy mẹ con bệnh lâu chưa? Rồi. Mẹ con bệnh lâu rồi hả? Dạ. Thấy thương không con? Không có. Em cũng không biết là đi tới đây mà nghe khi mà nghe câu chuyện là có một cái người thân nào đó của chị á. Dạ. Là nói chị gia đình đây là một cái hoàn cảnh không có đúng sự thật mà anh Tấn La Dung đăng tải. Thì trong khi đó nói chị là nằm ở đây giả bệnh, mà trong khi đó là trong khoảng thời gian trước đó thì không có anh Tấn lợi ghi hình thì chị cũng đã bệnh rất là lâu rồi. Dạ. Thì chị được bao lâu rồi? Em phát bệnh là được nửa tháng, nhưng mà bệnh trước của em là bị tai biến nhẹ chứ bị giãn tĩnh mạch. Là lâu lâu nó tái lại là em đi là em phải chống gậy không à. Mà em không có bằng nặng được, em đi là em phải chống gậy không á. Có cây gậy rồi đây đó dựng đi ra rồi cầm cái gậy đó cái cây sắt nó chống đi. Cái nhà này cũng nóng dữ à. Đây đó, cái tôn không có đâu có gì mà che chắn cũng như là cách nhiệt đâu. Dạ. Khá là hầm. Bé Nguyên mấy ngày nay thấy mẹ sao con? Dạ. Mẹ đỡ. Mẹ đỡ hả? Dạ.
nay cô bắt tay bắt chân cho mình. Anh Tâm chị Ngọc cũng như là bên đây đại diện địa phương tới. Cũng đại diện địa phương tới luôn. Rồi mừng quá, có chính quyền địa phương nè. Rồi sao chị? Còn có mời tại vì chị nghe thông tin cũng linh tinh quá đi. Nên chị mới mời là chị đây là phó chủ tịch mặt trận, còn anh này trưởng ban chủ tịch mặt trận nè. Trời ơi, bên mặt trận công tác trận ấp này. Nên để liên tín coi là coi tình hình coi sao. Mời chồng vô đây chồng ơi. Anh Tâm vô luôn. Mời mấy anh mấy chị vô. À mời anh chị. Chào bác con. Thì thôi mời em có đảm không? Đâu đông quá. Dạ cái nào này chắc cú luôn đó. Đâu đảm không? Cái này nhiều quá nên nó sập xuống một cái. Chị thấy vô mà chị xúc động chị khóc luôn rồi cô chú anh chị. Nào thì cứ nằm xuống đây, nào cứ nằm đây. À chị Yến nè. Thấy chị Yến thấy cũng thương quá. Mà chị khóc luôn quý vị. Hả? Sao chị khóc vậy? Sao chị khóc? Chị nói em nghe kìa. Thế mấy cô chú làm chị lại thầm. Thôi đừng có xúc động, chị bệnh tim thì không có nên. Thì ở đây ai nói gì thì nói, nhưng mà mình đúng sự thật với cô bác Mạnh Quân, với những khán giả, với chính quyền địa phương xác nhận là mình yên tâm mà ha chị ha. Để phần tiếp theo để chính quyền trao đổi ha chị ha. Chị cố gắng bình tĩnh đừng khóc nói chị nha. Bệnh tim không tốt cho sức khỏe cho chị. Mấy đứa phanh tay chào ông bà đi con. Rồi. Đứng lăn rãng ra quý vị ơi, sợ nó sập quá nha quý vị. Rồi nó sập ra nè, như thấy ông được nhắc nhiêu đây nè. Cái gì? Thôi đừng có quay em lên nè. Thế này cái nền nguy hiểm quá. Không chưa quay. Thôi à. Rồi đứt rượu không bà con. Mời bà con ăn khoai lang đi, đứt rượu không? Khoai lang nhà. Bằng tay Úc, tao Úc không à. Trong nhà có mấy củ khoai lang mà ăn hết rồi sao chị? Khoai lang của bà mừng ở chám đưa xuống. Trời ơi. Hết nó nổi luôn. Hết nó nổi. Còn gì nữa đây? Trời đất ơi, cá sạc con nít mà ăn kiểu này mắc xương chết. Ủa, này kho chưa anh? Chưa, cá sống. Cá sống mà tưởng đâu về ăn rồi chứ. Trời ơi, vậy chắc được mười mấy hai chục con á. Mà cá li ti nhỏ nhỏ. Con ăn này không quen. Có mắc cổ không con? Không hả? Đây sừng quá. Trời ơi, cái bếp ở đây nữa. Trời ơi, cái nền chị đi làm sao mà nó lọt xuống sông á. Trời ơi, ăn quýt nè. Thì có gì đâu ăn vậy. Quýt này ăn nó sổ quá chị. Đúng rồi. Ké dữ coi. Trời ơi. Thôi. Thôi mình lên để trao đổi chính quyền địa phương ha chị ha. Trời ơi, nhà ăn muối dữ lắm mà sao làm một thùng muối. Vậy cái mình mới xin nó sập đó chị. Này thì về đây thì chưa có mặt hè thì cho đi xuống địa phương mình đi đăng ký tạm trú thì ở đây mới nói chung là mình xin phải có địa chỉ mới xin được, còn như không có hộ khẩu không có gì hết thì mình nói chuyện ai nghe. Ví dụ như đây thật sự đây mình nói đây là khổ, nhưng mà mấy anh đâu có tin là có khổ hay không, phải không? Nói chung là vậy đi. Phải có địa chỉ đàng hoàng mình mới có cơ sở để mình đi xin được. Ở đây là chưa có hộ khẩu địa chỉ cụ thể. Chưa có địa chỉ cụ thể, cũng như là về đây là hôm qua chỗ của em này. Khó khăn quá, tất cất tạm bợ thôi. Cất tạm bợ ở địa phương là nói chung là chỗ này cũng không cho cất nữa, tại vì cái này là trên cái đường đi. Thành ra là như chỗ gia đình này không có khó khăn chỗ ở cho, để cho nhà ở đã nhờ kia ở đây tận dụng sẽ phải giải tỏa thôi. Phải đi chứ không có ở được. Đó là tạm bợ để ở thôi chứ không có chưa gọi là thực sự không có chỗ ở. Có chính sách ta làm cải tạo mình cũng phải chấp nhận. Dạ phải chấp nhận, phải giải tỏa đi. Đó là chỗ gia đình này thì người ta cho ở tạm thì đây cũng như làm ngơ để cho che đỡ ở thôi. Che ở đỡ thôi chứ còn nếu mà cho ở sự thì không có cho, tại vì mình cất trên cái đường đi, cái dòng sông. Mọi thứ rất là rõ ràng. Vừa rồi chị hàng xóm cũng chia sẻ với chị chủ đất đây á, là ở đây là đất tạm bợ. Đúng rồi. Và khi mà đất, tại đất này đất của nhà nước cũng như là cái đường của nhà nước. Khi một khi đã giải tỏa hay là làm đường hay phố phường là phải giải tỏa đi ngay, cho ở đỡ thôi chứ là thấy là bệnh hoạn khó khăn thì cho ở nhờ thôi. Cái không cảnh... không gọi là nếu mà thôi cho ở là không phải là cho ở. Nhưng mà theo chị thấy cái hoàn cảnh thực tế, hoàn cảnh ở đây là như thế nào vậy? Gia đình em này thì rất là khổ, vừa qua thì dịch Covid ở đây cũng hỗ trợ rất là nhiều, em này không có hộ khẩu gì hết. Nhưng mà địa phương mình thì nói chung mình là mình sẽ không bỏ ai mà để đói khát. Dù cho là có địa chỉ là không có, nhưng mà sống trên cái địa phương mình thì mình cũng phải cố gắng giúp được cái gì đó thì mình giúp.
như cũng như ở đây thì có các anh các mạnh thường quân, nếu mà có cái tinh thần thiện nguyện thì có thể hỗ trợ thêm cho gia đình em thì ở đây cũng rất cảm ơn. Nói chung trong cái thời gian sắp tới nữa thấy bên chính quyền địa phương cũng khá là quan tâm đến câu chuyện của anh Lục Bình á. Thứ nhất là nghe chị nói là anh với chị thì chồng anh Lục Bình đang ở tạm bợ đúng không ạ? Thì cũng chưa có giấy tờ hợp pháp như là giấy tạm trú. Thì trong cái khoảng thời gian sắp tới nữa không biết chính quyền có dự kiến cũng như dự định gì để hỗ trợ cho chị cũng như là vấn đề hợp pháp về giấy tờ. Thì ở đây thì có hướng dẫn rồi, cái là hướng dẫn kêu ở gia đình này nè là xuống để gặp chỗ công an và cái người ta sẽ hướng dẫn cho mình làm cái tạm trú. Yeah. Tại vì ở đây chủ đất người ta cho ở thì xuống dưới cái ngành lãnh vực chuyên môn. Yeah. Người ta sẽ hỗ trợ về những cái gì cần thiết. Còn ở đây mình chỉ là cái công tác vận động. Yeah. Chứ mình không có đi sâu vào cái vấn đề mà để hộ khẩu hay là địa chỉ ở. Yeah. Nó là do cái địa phương. Nghe chị nói như thế này thì em cũng rất là vui cho gia đình và cũng yên tâm một phần nào cho gia đình. Chị sợ là chị hiện tại bây giờ đang bệnh nè, đang bệnh như thế này thì đang rất là cần gọi là bảo hiểm để khi mà đến bệnh viện hay là chị phát bệnh nặng hay là một cái gì đó thì có bảo hiểm đỡ cho một cái khoản tiền rất là lớn đó. Bởi vậy khi nghe chị nói như thế thì em cũng đã rất là yên tâm. Chị ơi, chắc có thể là chị em mình ra ngoài một tí được không? Đúng rồi. Ở đây nó hồng quá. Hồng quá, anh chịu không nổi quý vị. Hồng quá. Không, bây giờ sao chị? Cái chị chính quyền địa phương lên là chị nãy giờ chị có xác nhận với lại bà con chưa? Có xác nhận rồi. Xác nhận. Đây là một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Rồi chị, sang nhân dịp đây thì... Anh ơi, em mời anh trưởng ban bên ấp mặt trận ấp vô dùng cho em nói này là cảm ơn anh cưng quá. Đi vô đây con, vô đây. Bây giờ là bữa hổm có coi clip của Tuấn La Dung là thấy hoàn cảnh của gia đình con này khổ quá chừng, rồi hôm nay là bà thấy vậy thương quá, thương tâm quá đi, rồi mới mời chú Huy với lại chú Phong Nguyễn đi xuống coi có giúp gì được cho gia đình con không. Rồi hôm nay thì cũng nghe cái thông tin linh tinh của cái anh em vợ của cái anh Lục Bình thì cũng thông báo linh tinh gì đó. Rồi Tâm Ngọc nghe cũng bức xúc quá trời luôn. Tại sao mà thí dụ giờ tôi ở xứ địa xứ lai nào tôi không bà con dòng họ gì hết trơn á, rồi mà tôi nghe vậy tôi còn bức xúc. Và tôi còn nói thiệt, tôi chưa biết chính quyền địa phương đây là sao, nhưng mà tôi nghe ở hết ở xứ này nói là chính quyền địa phương rất là quan tâm, rất là tốt với lại gia đình anh Lục Bình này. Anh xác nhận không anh? Rồi giờ chính quyền địa phương anh ở xứ địa xứ lai nào đâu không, mà về đây là được chính quyền địa phương ở đây là hỗ trợ anh là hết mình luôn. Mà tại sao mà anh em gì bà con gì đó không biết là thông tin là linh tinh quá đi. Anh nhìn nhận lại cái sự sai trái của anh đi, cái anh gì đó ơi không hiểu nữa, không biết tên luôn. Không biết tên luôn. Trời ơi, người ta thí dụ anh giúp được thì anh giúp, không giúp được thì thôi. Chứ sao mà lại mà nói chi chị mình bệnh ha, em mình bệnh đây mà nói chi những lời mà nói mà thì có vô tâm ghê luôn á. Hả? Không, mình không có biết tên anh nào đó, mình không biết tên. Nó mà sao mà nở lòng nào mà chính mình đây là lại rồi xác minh là mà chính quyền địa phương đây bây nãy à, anh là anh thấy là giờ nhờ anh cái anh trưởng ấp này giám sát nhiều nhất nè. Đúng rồi, anh nói giùm vài câu coi. Trời ơi, xin vô. Thì ở đây thì anh Hiệp ở đây thì lúc trước ở huyện Châu Thành á, mình của tỉnh Đồng Tháp á, không biết lúc trước thời gian làm sao làm ăn đó làm sao ha, đó là không biết cái hoàn cảnh của anh. Thì anh mới chạy giọt về đây nhà bà con đây các cái nhà cỡ trước mùa dịch, thì mùa dịch bệnh Covid-19 á, thì ở đây chính quyền địa phương không có hay ha, là anh về đây là lúc trước là nhà nước là chỉ thị 16 đó, là không có đi buôn bán gì được đó. Rồi cha con đồ ảnh nè, nghe nói lại là mấy ông tổ nắm lại là nhịn đói 3 ngày là ăn khoai lang không, khoai lang có từ thiện là người ta cho đó. Rồi đây chính quyền địa phương mới hay đó, mới vận động các mạnh thường quân cho gạo cho thịt cá đồ vô ăn bồi dưỡng lại, là có xả đồ vô luôn đó. Thì tới bây giờ thì anh lúc trước ở bên kia một chút là đất bệnh ta không cho ở, là mới nhờ các cô anh Út Bản đi cho ở cá túc ha, người ta bán là mới về đây ha. Cũng như anh cắt cái nhà sàn này cũng không quy định nhà nước mà cũng thông cảm, chừng nào nhà nước là không trình thì mà anh dẹp ha, không có hứa rồi ha. Thì đó thôi, giờ cũng vậy, hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi vợ cũng bệnh,
thì nhờ có mạnh thường quân á giúp đỡ cho ảnh được phần nào giúp ha. Đó cũng địa phương cũng chân thành cảm ơn. Cũng ảnh hai đứa con này có học nhập học không được luôn. Dạ. Ờ, dạ. Dạ. Bây giờ em có ý gì nè. Thì em cũng nghe là bà Nguyên khóc quá chừng chứ cũng mau hướng được đi học. Mà bây giờ bé thật sự là đứa 12, đứa 13 thì cũng trễ học hết trơn rồi. Nhưng mà em hy vọng á, em xuống đây là mục đích chính của em á, là tính nhờ chính quyền địa phương đây là nhờ cái chị chủ đất nè. Cái người tốt nè, người tốt ơi. Người tốt vô cho em nhờ xíu đi. Không, chị vô, chị đứng gần đây để em nhờ chút xíu giúp đỡ đi mà. Bây giờ chị biết sao không? Là nhờ chị là tại vì thí dụ ảnh ở đây là chị ở gần là chính quyền địa phương đây đã sát sao rồi. Thì nhờ chị ở đây thí dụ giờ một lát là em sẽ gửi chút xíu tiền cho chị mua bảo hiểm, là nhờ cái anh hỏi đi anh. À, nhờ anh trưởng trưởng ban bên mặt trận với lại chị là chủ tịch, phó chủ tịch mặt trận là xác nhận giùm để đi mua bảo hiểm, tại giờ em nó bệnh quá trời đó chị, là cái đó là cần thiết nhất luôn á, để anh chị là giúp cho mua cái bảo hiểm. Là anh có chứng minh đồ không? Dạ anh có chứng minh đồ không? Dạ có. Dạ thì nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ giùm cái phần đó trước đi. Cái đó thì bữa hôm dạ dạ rồi dạ đúng rồi, giúp đỡ cái phần đó trước rồi. Dạ. Hai ba ngày nay thì con chị cũng lu bu ảnh nhờ ra tới. Dạ. Thì bây giờ mình tranh thủ nha, vợ bệnh là đâu có phải mà lu bu mà không đi làm liền được cái chuyện đó. Đăng ký cái tạm trú. Dạ. Đúng rồi, phải đăng ký. Dạ phải đăng ký tạm vắng tạm trú trước mới được. Mà bây giờ em nói với anh á, dạ không, chị nói Lục Bình á, bây giờ là chính quyền địa phương đã sát sao người ta giúp đỡ mình rồi, nhưng mà mình phải chủ động. Chứ bây giờ chính quyền ta lo biết bao nhiêu dân chứ đâu phải lo một mình anh đâu. Đúng không? Chứ mình giờ chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho mình thì mình phải chủ động để mình đi liền chứ. Chứ còn mình chần chờ là vợ mình bệnh là không có được. Rồi thứ hai nữa là bây giờ thì bé học trễ rồi, nhưng mà tôi hy vọng á là thí dụ qua năm đi, rồi cũng nhờ chính quyền địa phương đây xác nhận là bé có về trụ ở đây được mấy năm, là để cho bé đi học, thí dụ đi học miễn biết chữ là được rồi, đừng cho hai bé dốt là được rồi. Chứ tội nghiệp mười mấy tuổi đầu mà không biết chữ, học lớp 1, 12 tuổi mà mới học nửa lớp 1 hả bà con. Trời nghe thì cứ đau đớn ghê nơi nha, nhỏ khóc nhỏ đầu đi học hả con ha. Con muốn đi học phải không? Rồi cái phần đi học á là chính quyền địa phương giúp giùm phần đó, là tiền bạc, thí dụ cặp sách ha, thế này thế nọ. Thì nhờ chú Tâm, bác Tâm sẽ hỗ trợ cho con, nghe không? Thì lúc hồi cỡ mùa dịch á, thì ở hội khuyến học của xã với đoàn thanh niên có vô hỗ trợ sách không à? Đây rồi, có vô hỗ trợ sách tập vở tính cho học. Mà sao nghe nó bữa bắt cầu đây nè, tướng đâu học rồi, học được rồi, ai sợ đâu mà nạp học bạ rồi, mà nhà trường không nhận, nó sao kỳ, nó nói chị Trang sao kỳ á. Bây giờ em nói chị chính quyền địa phương, chị chủ tịch với lại anh trưởng ban vậy, bây giờ cái anh này đi không là không có được. Bây giờ anh cứ làm cái đơn rồi phải ra xã bên trưởng ấp nè, ta ký trước đi, anh trưởng ban này ký rồi ra xã là xác nhận, rồi phải đưa cái đơn đó đi ra ngoài trường học là người ta sẽ ok liền. Vậy đi chứ làm nhiều, đi cho nó học đi. Chứ nhiều khi mình nói vậy thì cũng tội nghiệp ở trường, tại thì người ta đâu biết mình ở đâu, đâu đưa cái học bạ không, đâu phải người ta nhận được, đúng không chị? Mình làm mình phải chủ động đi, mình làm là phải đúng cái nguyên tắc đàng hoàng. Đúng rồi, phải thủ tục nhà nước rồi quan tâm chứ, còn khơi tự nhiên giờ đã anh này hỗ trợ rồi thì anh phải sát sao chứ. Đúng rồi, bung lơi là không có được nha anh Lục Bình, nhớ chưa? Dạ. Rồi chị nè, tại vì nói đúng ra anh cũng lo chén cơm manh áo không có lo gì tới, thì chị ở đây chị nhắc nhở giùm. Dạ. Nhưng mà chủ động nhất là anh nha, là tụi tôi có việc hỗ trợ, là thí dụ anh cần cặp có cặp, tiền đóng học có tiền đóng học, chứ cái hỗ trợ cái vụ mà giấy tờ ví dụ giấy tờ ở đây là nhờ chính quyền địa phương nè, mình anh nè. Ừ, là nút đi ra ngoài rồi cũng như bạn ta cũng không chị yêu. Chị này nữa nè, ở đây là chị hứa với tụi em giúp đỡ cái phần đó. Ví dụ nó ra ra dạ. Ra đăng ký tạm trắng tạm chú á, phải có gia đình đây bảo lãnh nha. Dạ, phải có người đâu lãnh mới được à. À đúng rồi, bảo lãnh à. Dạ đúng rồi, bảo lãnh đi em. Ờ ra bảo lãnh mới được. Đúng. Cho bảo hiểm mới được. Dạ. Được rồi chị. Có chủ đất người ta hứa người ta cho mình tạm trú thì cứ đi xuống dưới đi. Có bảo hộ em không? Rồi. Đây nè, bây giờ nó nghe chị yêu, bây giờ chị thương cho trót nha. Là chị phải kêu cái anh này nè chở chị xuống dưới đây. Nếu mà không có chị thì chính quyền địa phương cũng bó tay luôn, đâu có biết ở đất của xã ai. Không? Rồi ra tại công an xã. Bây giờ dạ. Bây giờ á, tại vì nói đúng ra là ảnh nói thiệt anh cũng hiền quá trời đi. Không có biết gì. Thì nhờ ở đây là nhờ hai chị với anh này nè. Đó.
Rồi, rồi thôi mấy chị hứa với tụi em rồi, tụi em yên tâm rồi hen. Dạ. Cảm ơn. Hứa là hứa giúp đỡ nhiều người. Dạ, dạ, quan trọng là anh có chịu đi hay không thôi. Đi, anh đi. Dạ, trước tiên đi ra công an xã, đó dạ, với cái chủ nhà. Dạ. Tạm dân tạm vô trước. Dạ. Đúng. Thì bây giờ rồi ra ngoài công an xã hướng dẫn à. Dạ. 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 Cảm ơn chính quyền địa phương ở đây đi anh. Chứ không có mấy anh mấy chị tụi em cũng bó tay luôn. Ở dân đây không ra. Trước tiên cũng xin được cảm ơn chính quyền địa phương cũng quan tâm tới hoàn cảnh của anh Lục Bình ở đây. Mặc dù anh không phải là người dân địa phương đây, anh về đây sinh sống thôi. Nhưng mà được sự quan tâm của chính quyền là sẽ giúp cho anh là sẽ có được mua bảo hiểm nè, tạm, xác nhận mua bảo hiểm nè. Xác nhận tạm vắng tạm trú và được mua bảo hiểm rồi sau này là mấy đứa nó mới có đủ cơ sở để nó đi học nữa. Trước tiên vậy thôi cũng cảm ơn chính quyền địa phương. Cảm ơn anh là dạ dạ em tên Phong à, trưởng ban mặt trận ấp với chị. Và cảm ơn chị nha chị. Dạ. Phó chủ tịch mặt trận. Phó chủ tịch mặt trận đi con ơi đi. Bây giờ là sẽ trao quà cho tụi nhỏ đây. Là hết đây luôn hả chị? Ừ. Đây. Anh ơi, sẵn đây. Đây, mọi người ôm một chút đi. À. Để thịt heo đúng không? À, thịt heo, đem thịt heo vô kho liền. Đâu có bọc trứng đâu. Rồi. Bọc trứng nữa. Rồi. Quá trời đồ đạc luôn. Rồi vô con. Nè ôm nổi không? Con nè. Rồi. Rồi đi vô. Bánh bía. Đi vô con. Trứng. Thôi cái sách này nhẹ nè. Sách này đi con nhẹ thôi chứ sách nhẹ nhất. Sách đi. Quá trời quá đất. Quá trời đồ đạc luôn rồi. Quá trời quá đất rồi, chú sách cái nhỏ nhất. Sách này là ăn tết lớn rồi. Tết quý què. Đó. Còn miễn cái nào sách không nổi thì đưa cô Mười nghe con. Cái đó nhẹ lắm, sách nó nặng, à, nặng túi lắm. Này dễ thương quá. Cái đó nhẹ sách nặng túi lắm. Phải không Phong? Ừ. Thấy gì thấy nhẹ chứ nặng lắm mà. Đó. Mọi thắc mắc của những cái thông tin mà không có đúng sự thật thì giờ cũng đã gỡ hết rồi. Dạ, cũng có địa phương nè, bà con địa phương và chính quyền địa phương cũng đã xác nhận đầy đủ hết. Thà đâu nè, ơi thôi thà đi. Ra bỏ cầm cái tay. Trứng cầm tay. Này vô chặt muối luôn. Cái đó dựng lên được anh gì đó dựng lên được. Không ngã đâu. Trời ơi, quà chắc con gãy cái ghế luôn. Ghế luôn. Ừ. Đây còn hộp dịch đó nè. Hộp dịch đó nè. Sẵn cục dịch lên đây. Dạ, thịt heo mới đang cầm này cả nhà. Còn gì nữa. Cầm kìa, đưa ông đưa chắc cầm luôn. Quay quay cầm chưa xong. Quà cáp để cho hết ở đây đi. Đây nè. Ừ, rồi để thịt lưng này. Ờ để lên luôn này không bể đâu sợ. Không sao đâu. Con trai 13 tuổi. Nè. Ông Tâm mua cho con mấy ba mẫu đồ. Đồ đồ tí cưng quá. Đồ mới. Đây nè. Ý hình như đồ này của em. Anh ba, ý em ba. Nè. Đó, thấy đẹp không? Có chú ý không? Quá trời đã luôn. Mừng nhau, mừng nhau. Mừng rồi, được rồi, mới có nhìn vô đồ chăm chú rồi kìa. Nó quên luôn à. Tôi đựng bộ đồ mới gì cũng mừng. Thôi Nguyên chia chú một bộ nghe con. Ha, công chú quay nè. Trời ơi, lắc đầu sao lắc đầu. Anh có hai cái kia bự hơn anh ơi. Anh có hai cái kia. Anh ấy kia hả? Ai kia đốt tiêu rồi. Quá trời luôn, màu đẹp nè. Đẹp quá. Còn nếu không thì cho cha con cái nghe không? Đẹp luôn. Cho ba không? Ba con mặc áo luôn đó. Đẹp ha. Đó, đầu của anh ba, còn đây đầu của anh hai. Mọi người đều có phần hết. Ừ, có phần hết. Thấy bác Tâm lựa đầu đẹp không? Đẹp. Mắt thâm mỹ của anh Tâm cao ghê luôn á, phải nói luôn á. Trời cũng thật heo á. Cái này thì cái áo gió để đây đi, lát anh mặc vừa thì anh mặc, còn em mặc vừa thì mặc. Đây à, đồ đạc, gồm có quần áo cho mấy đứa nhỏ, với nệm ở đây, với gối, với mì gối, nước tương, bánh bía của anh Khải, với thịt heo, với trứng vịt của chị Loan. Ủa chị Mai của anh chị? Trứng vịt của chị Mai. Thấy không? Mai ở Định Loan. Mới không nghe mọi người. Đồ đẹp không? Trăm mới hết rồi. Con mặc ăn quen ơi. Tới rồi. Tới con chuyện rồi. Đây. Đó, đẹp không con? Đẹp. Đó, thích không? Con thích không? Cảm ơn bà đi con. Con cảm ơn bác Tâm đi. Đó, đẹp ha. Rồi, đưa đây bà bỏ vô đây. Phần anh hai anh ba có đủ rồi. Rồi. Rồi thôi vô lên nghe anh. Rồi bây giờ tết này là khỏi đám đồ cho tụi nó rồi. Nhà Lục Bình ơi, bây giờ anh chị Tâm Ngọc thì rồi, chúc cho anh nghe trứng mà nấu á. Ông nói này dạ nào qua ôm chị đây, ôm chị cái người của anh Tâm lại gặp anh nữa rồi đi tới đâu gặp anh.
Được quay không sao, bé Nguyên uống sao nè. Uống bé Nguyên nè. Uống sao nè, bé Nguyên. Con Trần đang học dịch để nghe. Nè, con mong uống sao con nói cho bà nghe coi. Con có mong ước mẹ con hết bệnh. Ngô. Sao con uống sao? Mẹ con hết bệnh. Nó giống như hổm rồi. Sao? Mong ước của con. Muốn sao? Muốn đi học con. Dạm chú nè, dạm chú nè. Đập quá khớp. Dạm chú nè, dạm chú nói giống hổm nè. Dạm chú con. Dạ. Nó sao? Mong ước sao? Con mong ước mẹ con hết bệnh. Nó nè, con dầm lên, dầm chú nè, dầm bà con nè. Đó, ừ. Sống mình phải ngẩng cao đầu lên. Nó mạnh, mạnh, mạnh dạng lên coi. Con ước. Mấy cháu thương vô cho đồ mà cho quà mà. Cho em ghi hình chút đi chị. Chị, mấy chị vui lòng cho em ghi hình xíu đi chị, em mình tâm sự sao nha. Con ước mẹ con hết bệnh. Con được đi học. Con được đi học thì hy vọng là nãy là bây giờ anh cứ là theo nãy là sự gửi gắm của Tâm Ngọc với chính quyền địa phương đó là hứa giúp anh rồi. Thì bây giờ là cái mong ước của con là bà mong là sẽ đúng như lời mơ ước của con đừng có buồn nữa nghe không? Dạ. Đừng có khóc nữa, ráng mà khỏe rồi qua năm được đi học rồi nghe không? Dạ. Rồi đây là cảm ơn bà. Rồi đây là hai cây bánh bía của Cam Ánh. Của công ty Tân Phúc Khánh. Công ty Tân Phúc Khánh là của bác Kiều với bác Khải gửi cho hai anh em con. Nghe không? Ngon dữ lắm luôn á, ăn là nhớ bác Khải bác Kiều hoài luôn nghe không? Rồi đây là mì với nước tương với lại cái này mầm gói là với niệm là gửi cho hai anh em con nè, trải rồi hai anh em là hai cái gói. Cái mền là chung nha con. Trứng với thịt heo. Trứng với thịt heo là của chị Mai ở Đài Loan. Cô Mai đó, cô Mai ở Đài Loan là gửi cho con. Để cha kho nồi thịt cho tụi con ăn Tết nha con. Dạ. Hôm nay con vui không Nguyên? Vui hả? Con cảm ơn cô chú đi. Phong, 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 lộm hình chứng rồi đó. Rồi con có chúc cô chú gì không? Có. Chúc sao? Chúc cô chú mạnh khỏe. À. Rồi hôm nay là anh Tâm có gửi cho anh Tâm là gửi cho Lục Bình là 5 triệu để là mua một cái bảo hiểm. Trước mắt là mình mua bảo hiểm cho em trước đi, em vợ đó. Còn bao nhiêu thì đi khám tổng quát đi. Rồi cho chị biết cái bệnh gì đi mình biết bệnh gì đi rồi hy vọng là bà con là sẽ thương rồi giúp đỡ cho vợ em là có ít tiền để trị bệnh rồi nặng lo cho con với lại anh hai ha bé Nguyên ha. Dạ. Con ráng lên nha không? Dạ. Ừ, thương con dữ lắm. Nè, 14 năm. Nè, anh cái này anh trao cho bé Nguyên đi nha. Bé Nguyên nó ước mong có tiền trị bệnh cho mẹ nó nè. Rồi lát con trao lại cho cha, cho nó vui. Nè. Nó thương con lắm mới xuống đây á. Cảm ơn chú. Ừ. Ừ. Rồi để mẹ đi khám bệnh rồi, thế là trị bệnh cho mẹ ha. Mẹ hết bệnh là con mừng rồi ha. À, rồi năm sau là sắp xếp cho con đi học nha, con chịu không? Dạ chịu. Ừ. Ráng học giỏi này, chắc học giỏi lắm đây. Con biết tờ tiền này nhiêu không? Dạ 500. Trời, cũng hay, cũng hay. Hồi đó giờ con có cầm tờ tiền giống vậy không? Trời. Có. Trời không đi. Con em bé nít đó mà cứ câu trước dạ, câu sau dạ. Đi không được đi học thì thực sự là cháu nó ngoan lắm đấy. Sao có tiền mừng không? Dạ có. Dạ có hả? Anh hai kìa. Con đây con có được ăn bánh đây không? Dạ có. Ba có cho tiền ăn bánh không? Có. Con ngại nhiêu? Ngày nhiêu? Dạ 10.000. Ngày nào cũng được 10.000 hả? Chết cha rồi, ăn kiểu này rồi tiền đâu mua gạo. Một tháng hết 300.000 rồi tiền đâu mua gạo. Không sao, mình ăn vậy đặng mình mau lớn, đặng mình mần, mình nuôi cha mẹ. Hiên con hiên, không sao hiên. Đúng không? Dạ. Ừ. Trời ơi, cưng quá. Anh hai nữa kìa. Ôi Vinh Hòa vô đi anh. Rồi. Rồi thôi, mình tay chân phụ Vinh vô. Anh này để chai nè. Không có dễ gì. Ai vậy? Rồi, bây giờ thì đoàn á hung phụ đem vô. Dạ dạ. Dạ. Đây cũng đem quà để cho chị. Rồi, bữa nay quà tới gia đình chị Yến nhiều lắm á nha. Quá mừng nha. Anh Tâm chị Ngọc có cho chị 5 triệu đi khám bệnh á, chị yên tâm nha. Chị Ngọc với anh Tâm nhiều. Chị dán đi khám bệnh đi, chữa bệnh cho nó có sức khỏe, còn lo mấy đứa nhỏ nữa. Dạ.
À. Tặng quà cho gia đình nha. Cảm động quá. Thương tụi em. Xúc hai đứa. Hai đứa. Mừng. Thương quá. Các chị cố gắng lên vậy nha. Dạ. Thôi đừng có khóc nữa. Mấy anh với anh Tâm với chị Ngọc nhiều. Đừng khóc thôi chị nha. À, những ngày tháng sắp tới là mình cũng chuẩn bị có mình có tiền rồi đó, mình đi mua bảo hiểm rồi mình đi khám bệnh thì nha, và cố gắng vượt qua cái biến cố này để cho cái ngày xuân mới trọn vẹn với những người con với người chồng của mình chị ha. Thương quá chị. Rồi thôi chị nghỉ ngơi nha, tại đây chị bị bệnh đó, nên là đoàn cũng hạn chế nói chuyện với chị với cô bác anh chị. Rồi thôi chị nghỉ ngơi. Xin chào anh Lục Bình nha. Cố gắng nha anh. Cố gắng lên nha anh. Ai nói gì nói mình dán rồi mình lo cho vợ con mình nha anh. Dạ. Dạ dạ. Dạ em rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Xuân đến rồi cũng chúc anh gia đình là bình an nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ. 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 Hiền, anh hiền như vậy đó. Mình nói đồng nào cái anh như vậy. Đúng. Chị thấy mình đến giúp đỡ cho gia đình các anh chị cũng xúc động khóc luôn. À, chị ở sớm hả? Sớm nghiệp, sớm nghiệp. Sớm nghiệp được không? Đỡ đỡ mẹ ngồi dậy đi con trai. Ờ. Ờ. Mẹ nay sao trong người thấy sao rồi cưng? Uống bớt bớt đau. Uống bớt đau, uống bớt đúng không? Có thuốc là nó đau lại chị. À. Thì bây giờ nãy chồng chị anh Tâm đó có gửi cho em là 10 triệu, ý 5 triệu. 5 triệu thì đi mua cái bảo hiểm đi. Rồi đi khám tổng quát coi sao. Rồi ông Mạnh Thường Quân thì xa gần cũng thương cho hoàn cảnh Lục Bình. Giờ mẹ bệnh vậy thì còn hai đứa nhỏ nữa. Mong bà con là chung tay với Tâm Ngọc nhín cho gia đình hai cháu là tí xíu tiền để mẹ có tiền trị bệnh, để khỏe mạnh, để nuôi cho bé Nguyên với lại bé gì? Bé Tài. Ờ, bé Tài. Chứ giờ hai đứa nhỏ quá mà mẹ bệnh vậy thì cha không có lo sể. Cô Biên, cô Biên. Thôi đi đi. Chạy chạy. Ừ, ok. Dạ. Chạy, ngã xe rồi. Ngã xe. Chạy tiếp tiếp tiếp. Trời ơi, đỡ lên vô hả? Lật xe, lật xe. Có quả cầu nguy hiểm quá của chú anh chị ơi. Đẩy lên. Trời ơi. Lật xe, lật xe, lật xe. Sao anh, sao rồi, có sao không? Trời ơi. Lên luôn, lên luôn. Trời ơi, ông lộn mèo, thấy tự nhiên quay qua ngoài đây thấy ông lộn mèo luôn. Đừng lộn mèo vô cái nồi này xong luôn á. Đó, cô chú anh chị xem nè. Vừa chứ thấy chiếc xe lật lộn mèo luôn, anh Tâm nó chạy ra ngoài đây anh đỡ lên nè. Ê, quên 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 kéo nữa. Đẩy ông lên, quên quên kéo ông xuống. Rồi. Rồi. Đó, đó, đó. Bao nguy hiểm. Quê nguy hiểm quá. Khuyên nó đi. À, rồi giờ chị nói vậy nè, thôi mình bệnh thì mình ráng cái tinh thần mình lạc quan đi. Bệnh thì ai cũng bệnh chứ không phải riêng một mình em. Nhưng mà đừng có nghe người ta nói này nói kia mà mình buồn. Dạ. Tại bây giờ mình cố gắng mình nhìn hai đứa con mình đi. Dạ. Thôi ráng khỏe để lo cho con, còn ai nói gì để ngoài tai đi mà. Không phải là một người ta nói vậy, nhưng mà trăm ngàn người là thương gia đình em. Dạ. Chứ không có ai bỏ em hết trơn. Thì em thấy điển hình như là anh chị đây, rồi Phong Nguyễn, rồi Huy Phết, rồi Tấn nữa. Là cũng tới là thương dữ lắm mới tới đây. Chứ từ xa trời chị đi phía 3-4 giờ phía là chị dạy chị đi rồi đó. Bữa nay chị Ngọc tới yên tâm đó là em mừng. Nhân cưng, mừng thì đừng có khóc nữa nha. Dạ. Chứ thấy khóc rồi ơi, thấy bé Nguyên khóc theo em chị thương dữ lắm luôn. Hai vợ chồng hiền quá trời luôn mà. Nha, cố gắng lên nha. Rồi mong em là khỏe mạnh, cứ đi khám bệnh đi. Rồi từ từ mình tính tới, biết bệnh gì mình mới có cách điều trị được. Ừ, Nhân cưng, cố gắng lên hen. Thương em nhiều nha. Cảm ơn chị Ngọc, chị yên tâm. Chị cảm ơn mấy anh. Rồi, cố lên đi cưng. Cũng xin phép chị, chúc chị năm mới mau hết bệnh đi ha. Để đó một cái mùa xuân trọn vẹn với gia đình hơn chị nha. Dạ. Như mấy đứa cháu đây chú về nha. Dạ. Rồi, chị nghỉ ngơi đi chị. Rồi, xin phép chị ha. Con, cái niệm đó là tấu trải đây cho hai anh em nằm ha. Hồi nãy giờ thì Phong Nguyễn cùng với những người anh em ở đây thì cùng anh Tâm Chị Ngọc cũng đã trao những phần quà sự yêu thương của Mạnh Thường Quân. Thì vượt qua những cái sự khó khăn, những cái dư luận trong ở những người mà ganh ghét trong gia đình ở đây, thì chính quyền địa phương đã có mặt và bên cạnh Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ. Thì cũng cầu mong những ngày tháng kế tiếp thì cuộc sống gia đình của chị Yến ở đây sẽ đỡ hơn, rồi mấy đứa nhỏ sẽ có đường đi học. Thì Phong Nguyễn cảm ơn tất cả. Hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.